Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cấu hình cho thiết bị Wi-Fi repeater có tên là TP-Link WA850RE. Thì Wi-Fi repeater là gì? Thì các bạn hiểu lơm la là nó là nó sẽ cái thiết bị này nó sẽ thu Wi-Fi từ cái mạng Wi-Fi gốc có cái tín hiệu là kém hoặc là không được tốt và nó sẽ phát lại cho chúng ta để chúng ta sử dụng cái tín hiệu wifi đó một cách tốt nhất. Đó thì đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính có thể kết nối được mạng wifi và một nguồn điện. Mình sẽ cắm cái thiết bị wifi TP-Link WA850RE này với nguồn điện. Đó, thì như bạn thấy nó đã hiện đèn rồi. Rồi tiếp theo thì các bạn lưu ý cho mình, dù là các bạn mua cái thiết bị này mới hay cũ thì các bạn nên dùng một cái tăm, sau đó các bạn nhấn vào cái lỗ này, chọc vào cái lỗ có tên là reset. Đó, các bạn giữ vài giây để nó có thể là reset lại toàn bộ những cái cấu hình, những cái cài đặt trước và về cái cấu hình khi xuất xưởng. Các bạn chọc vào và giữ vài giây, khi nào đèn nó sáng hết như thế này sau đó các bạn bỏ ra là được. Các bạn chờ khoảng vài giây nữa để cái thiết bị này nó khởi động lại, sau đó các bạn có thể kết nối cái thiết bị này với máy tính. Rồi như vậy là chiếc đèn vào thứ hai hiện lên. Bây giờ thì các bạn có thể mở máy tính lên và kết nối cái thiết bị này với máy tính của các bạn. Các bạn vào mạng wifi này, sau đó các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái mạng có tên là TP-Link Extender. Đó, các bạn nhấn vào đó, sau đó các bạn nhấn Connect. Rồi, tiếp theo là các bạn hãy mở cái trình duyệt Chrome lên. Sau đó các bạn nhập cho mình cái địa chỉ của cái thiết bị TP-Link WA850RE này để chúng ta cấu hình cài đặt cho cái thiết bị đó. Đây thì ở đằng sau, các bạn lưu ý nhé, ở đằng sau này nó có luôn cho chúng ta một cái dòng địa chỉ là tplinkrepeater.net. Đấy, thì bây giờ trên trình duyệt Chrome các bạn có thể nhập cái địa chỉ này vào tplinkrepeater. Net. Rồi, sau đó các bạn nhấn Enter. Đó. Thì ở trong cái phần đầu tiên này các bạn có thể nhìn thấy là chào mừng bạn đã đến với bộ mở rộng sóng của TP-Link. Vì lý do bảo mật, vui lòng tạo mật mã đăng nhập cho thiết bị của bạn. Ở đây thì mình sẽ các bạn có thể đặt cái mật khẩu tùy ý nhé, tùy theo ý muốn của các bạn. Rồi, bây giờ các bạn nhấn bắt đầu. Ở bước tiếp theo thì các bạn hãy vào phần cài đặt. Sau đó các bạn vào phần công cụ hệ thống. Bây giờ các bạn chọn cài đặt thời gian. Ở phần cài đặt thời gian phía bên tay phải này thì các bạn hãy chọn múi giờ là múi giờ cộng 7, tức là múi giờ của Việt Nam đấy. Đây, Hà Nội. Múi giờ cộng 7. Rồi, sau đó các bạn nhấn lưu. Ok, bây giờ quay trở lại cái phần cài đặt nhanh này. Thì cái chương trình nó sẽ quét cho chúng ta những cái mạng wifi nào ở gần chúng ta nhất. Và các bạn đi cho mình là các bạn phải sử dụng cái mạng wifi gốc mà các bạn có mật khẩu wifi nhé, để phát lại nhé. Chứ không có mật khẩu là các bạn không cài đặt được đâu. Ở đây tiếp theo là các bạn, ở đây mình sẽ chọn cái mạng wifi của nhà mình, tức là căn hộ 201A3 đây. Bây giờ mình sẽ nhập cái mật khẩu mạng wifi của nhà mình vào. Tiếp tục nhấn vào tiếp. Rồi, ở phần cài đặt không dây này các bạn hãy nhập cái tên wifi cho thiết bị wifi TP-Link WA850RE này. Ở đây mình sẽ
Nhập là mình đặt tên là Nguyễn Phương Quang chẳng hạn. Rồi. Tiếp theo. Ở phần này, nó có một cái lưu ý là mật mã mạng mở rộng 2.4GAZ giống mật mã gốc, giống mật mã của mạng gốc, tức là cái mật khẩu để kết nối máy tính với thiết bị Wi-Fi repeater TP-Link WA850RE này là nó sẽ giống với cái mật khẩu mạng gốc mà các bạn đang sử dụng. Bây giờ các bạn nhấn tiếp. Ở đây, ở cái phần này thì nó sẽ hiển thị chúng ta đây là mạng gốc này, còn đây là mạng mở rộng này. Đấy, tên Wi-Fi, mật mã. Đấy, giống mật mật khẩu Wi-Fi, giống mật khẩu gốc. Tiếp theo các bạn nhấn vào lưu. Và các bạn đợi cho cái thiết bị này khởi động lại trong vòng vài giây để nó cấu hình cái cài đặt mà các bạn vừa mới cài đặt xong. Đây thì các bạn vào phần wifi này thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một cái tên wifi là tên của mình vừa mới cài đặt cấu hình cho cái thiết bị Wi-Fi repeater TP-Link WA850RE này. Đó, sau đó các bạn nhấn connect. Và bây giờ mình sẽ nhập cái mật khẩu. Sau đó nhấn OK. Đây. Thì các bạn thấy này, chúc mừng bạn này. Bây giờ hãy kết nối với mạng mở rộng mới của bạn và thưởng thức internet. Đây nhá, mình vừa mới kết nối cái mạng wifi mình vừa mới cấu hình đi nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ vào một cái trang web nhá. Đấy, thì các bạn thấy là vào web bình thường. Vào đọc báo zing.vn. Đó. Ok. Và như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách cài đặt cấu hình cho thiết bị Wi-Fi repeater có tên là TP-Link WA850RE. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.